Hết phần không em? Đây là bề mặt đã được rải vi sinh và một số loại men kích thích trùng sinh trưởng và ăn. Sau đây một số bạn, hai bạn công nhân sẽ tiến hành cho ăn phân heo và sẽ ăn trồng lớp theo những cái vệt mà mình đã cho rải. Với cách bố trí thí nghiệm là 3 lần lặp lại. Hy vọng rằng cái thử nghiệm này sẽ thành công và cái men này sẽ kích thích trùng sinh trưởng phát triển cũng như là ăn mặn con heo hơn. Hai cái láng này thì em mới cho ăn bình thường. Chỉ có cái láng ở trên kia là anh rải theo vệt thì em trồng lớp thôi. Cái này em cho ăn dày dày một chút, hai cái đường ăn nó còn gần nhau một chút, cái này hấp tươi quá. Dày hơn, gần hơn, ừ, vậy đó. Dày dày một chút, mỏng quá. Qua thêm đường nữa. Rồi phía trên này thì em cứ trồng lớp dày dày cho anh. Ống đi chậm chậm là cái phân nó ra nhiều như vậy. Rồi chàng chàng đấy, phủ lớp men đó. Đây là nghiệm thức thứ hai. Men này là một loại men đặc biệt, mình bổ sung phụ gia và vi sinh để cho nó phân giải phân heo và tạo ra một cái mùi để kích thích trùng tới ăn hơn. Và theo lý thuyết thì nếu như mà trùng nó thích
ngây tốt thì nó sẽ ăn hết cái phân heo này trong vòng khoảng 2 ngày. Vermicompost Inclusion Pro VNC Đắk Nông. This is to work fish worm. In here we use 100% fresh fish manure, mark food for worm. We use machines and maximum to work for fish worm cover on a rear hair about 10,000 square meter. Đây là cái nghiệm thức thứ nhất, cái loại men khác, cái loại men mà các bạn ấy vừa cho ăn xong. Ba tiêu chí để phát triển của trùng đó là môi trường, thức ăn và kỹ thuật nuôi. Nếu đảm bảo ba yếu tố này thì chúng ta sẽ có một cái năng suất cũng như là sản lượng trùng đáp ứng đạt. Kỹ thuật nuôi bao gồm có trình độ kỹ thuật của người nuôi, nguồn thức ăn và thời gian cho ăn cũng như là cách chăm sóc. Môi trường bao gồm các yếu tố như khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Ngoài ra một yếu tố rất là quan trọng khác đó là giống trùng mà chúng ta sử dụng để nuôi. Thường thì ở Việt Nam thì giống trùng sử dụng nhiều nhất là trùng quế, có tên khoa học là Berinus excavatus, một số nước người ta gọi nó còn là blue worm. Và một vài hộ trang trại người ta cũng sử dụng một giống trùng khác gọi là trùng châu Phi, mình gọi tắt là trùng châu Phi, có tên thường gọi là African Nightcrawler, còn một số nước châu Âu thì người ta gọi là Arabian Nightcrawler, và tên khoa học của nó là Eugenia Aerilus Eugenia. Và đã xong 3 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Toàn bộ các nghiệm thức được bố trí như thế này, láng cách láng liếp cái lý bằng một cái đường rãnh. Và số liệu thu thập là pH, độ dẫn điện, độ ẩm, cảm quan, màu sắc, mùi cũng như là mật độ của trùng sẽ được tính toán và thu thập thành số liệu để có một báo cáo kết quả thí nghiệm. Và cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những clip giới thiệu về kỹ thuật nuôi trùng tiếp theo.